Để tạo nhân viên ở trên phần mềm thì mọi người vào phần system setting, chọn cái mục này, sau đó bấm vào đây để thêm, nhập tên phòng ban, ví dụ như là khách, bấm lưu, đúng à, để thêm phòng tiếp theo, nhân viên, bấm C để lưu lại. Sau đó thì mọi người quay lại phần quản lý nhân viên, đó là phần thông tin nhân viên, tích vào những cái ô mà có chung phòng ban, ví dụ như ba nhân viên này là nằm trong mục nhân viên thì mọi người bấm vào cái nút màu xanh này, sau đó chọn phòng ban. Sau đó bấm lưu lại. Tương tự đối với những nhân viên còn lại.